Em xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Huy Audio. Thì ở clip này em lên cho các bác cái cấu hình loa để cho các bác nghe nhạc ở gia đình. Nếu mà các bác cần một cái bộ loa để về tự đóng thùng ở nhà mình để có một cái bộ loa nghe nhạc hay, để một cái dàn loa nghe nhạc hay, thì ở clip này em lên cho các bác một cái combo, đó là một bát nè, một chung và một chép, và luôn cả cái mặt phân tầng dành cho cái cấu hình loa là một bát, một chung và một chép, cấu hình là ba đường tiếng. Đấy, thì ở đây sẽ là mặt bát 20 mặt đen của Pioneer, cũng như là mẫu loa 10, đó là chung 10 kính. Đây, và một cái chiếc loa chép màng giấy cũng của Pioneer luôn. Thì cái combo này là em lên toàn bộ là loa của Pioneer. Thì em sẽ giới thiệu cho các bác từng cái mẫu loa như thế này, cũng như là test cho các bác nghe về cái chất âm của cái combo này. Đấy, thì em sẽ đi từng loại trước. Thì đối với cái chiếc loa chép màng giấy này thì sẽ cho các bác một cái chất âm rất là ấm áp nè, rất là thích hợp để cho các bác để vào những cái cấu hình loa để nghe nhạc gia đình. Đấy, loa màng giấy phải nói là mẫu loa này khá là huyền thoại ở bên những cái chiếc loa chép của Pioneer. Củ từ kép màng giấy, và cái kích thước của cái đường kính của loa này á, thì đây đường kính cả vành thì sẽ là 10 cm, đường kính hai đường chéo của ốc sẽ rơi tầm khoảng 9 cm, và cái củ từ khá là nhỏ thôi, tầm 5 cm. Đây, cái đó là củ từ của chiếc loa chép loa Pioneer. Trở kháng sẽ là 8 ohm, công suất mát của mỗi loa sẽ là 100W và độ nhạy sẽ là 91 decibel. Loa B9TW này, đấy, một cái mẫu loa khá là huyền thoại. Thì đối với cái chiếc loa chép mà cũ rồi như thế này thì cái giá bán lẻ của bên em là sẽ là 500.000 trên một cặp. Đấy, hai chiếc. Thì tiếp theo là một cái chiếc loa chép để bổ sung cho các bác một cái tiếng lời hay để về phần giải chung. Đây, loa chung của Pioneer với cái model sản phẩm sẽ là B8810, trở kháng sẽ là 8 ohm, độ nhạy 90 và công suất mát của mỗi loa sẽ là 80W. Đây, loa chung kính. Thì loa chung kính này các bác mà lắp vào thùng thì sẽ âm thanh của nó sẽ rất là hay, cũng như là đỡ bị những âm thanh cũng như là những cái phần mà ở bên trong thùng á, nó đánh vào chiếc này. Về cái chiếc loa chung kính này phải nói là khi các bác lắp thùng bổ sung cái tiếng loa chung, tiếng trả lời sẽ rất là hay. Đây, đây là cái màn gân loa, đây là đường kính của loa sẽ là 11,5, đây 11,5 cm trên một cái đường kính cả vành, và đường kính củ từ sẽ là 8 cm. Đây là cái kích thước cơ bản của cái chiếc loa này. Đây cái chiếc loa chung trả lời dành cho các bác nếu mà cần một cái cặp để lắp rời vào, hoặc lắp vào thùng, hoặc là có thể bổ sung bên ngoài, thì sẽ là 550.000 trên một cặp loa chung trả lời. Thì tiếp theo là một cái chiếc loa bass 20. Đấy, đối với chiếc loa bass 20 mặt đen này, và nó cầm trên tay khá là nặng trên một chiếc. Đây, khá là chắc tay. Đây là cái xương sườn của cái loa rất là cứng cáp nè. Đấy, các bác có thể nghe được cái tiếng khung sườn của cái chiếc loa này. Củ từ rất là to. Thì cái loa này, cái model sản phẩm sẽ là B8820, trở kháng 8 ohm nè, độ nhạy sẽ là 91 và công suất mát của mỗi loa sẽ là 200W cho một chiếc. Này, B8820. Và cái màn nhện loa, để các bác có thấy được cái độ đàn hồi của cái màn này. Đây, rất là có cái độ đàn hồi, đây là cái chất âm. Thì sử dụng những cái chiếc loa này phải nói là cực kỳ hay. Đây, cái màn gương loa. Đây, màn gương loa. Và ở viền loa họ có điểm thêm cho mình những cái miếng cao su để cho cái bác mà lắp vào thùng nó sẽ đỡ bị cứng vào những cái viền của cái thùng loa của mình á, là cái phần này nó sẽ đỡ đi được cái độ nào. Đây là cái cầu của loa. Đây, cái cầu của loa thì nó sẽ có cái dấu cộng và dấu trừ để đánh dấu là âm và dương, để cho các bác về nếu mà tự đấu tại nhà cũng có thể nhìn được. Đấy, đây là cái bát 20. Thì đối với cái bát 20, một cặp sẽ rơi tầm khoảng là 1.450.000 trên một cặp.
Thì ngoài ra đây là cái chiếc mặt phương tầng để sử dụng được cái cấu hình loa mà ngày hôm nay em vừa lên. Đây có cái mặt phương tầng Zenit 3 đường tiếng. Thì cái mặt này em cũng đã làm clip giới thiệu rất là nhiều rồi. Thì đây, 3 đường tiếng sẽ có, em bên em sẽ hỗ trợ cho các bác là hàng dây sẵn như thế này để cho các bác về chỉ có việc đấu vào loa thôi. Đây, như thế này em đã làm sẵn một cặp rồi đó, một bộ để cho các bác có thể hình dung được khi mà các bác sử dụng những cái mặt này thì có dễ dàng sử dụng, có thể dàng lắp ráp tại nhà hay không. Thì rất là dễ, thì ở trên mặt như các bác có thể nhìn nè, nó có đường bát thì các bác hàng gắn cái mẫu dây này, hàng mẫu dây này vào cái chiếc loa bát của mình, và đường input có cái chiều mũi tên, thì cái dây này các bác sẽ đấu vào cái cọc loa trong thùng, hoặc là các bác có thể đấu trực tiếp vào cái sâu âm ly. Đây, đường loa chép thì các bác cứ hàng dây vào cái chiếc loa chép như thế này đấy, và loa chung đấy. Thì đối với cái mặt phương tầng thì sẽ có cái giá là 320.000 trên một cặp. Đấy là những cái giá mà em đã báo lẻ từng cái chiếc loa. Nếu mà các bác có cần để lắp vào thùng, cần cái mẫu loa nào thì các bác cũng có thể liên hệ với em, hoặc là cũng như là các bác có thể cần một cái cấu hình loa nhưng mà ngày hôm nay em lên clip á, thì các bác cũng có thể liên hệ với em. Em sẽ để giá tốt để cho anh em có một cái cấu hình loa chơi tại nhà. Thì đây em cũng đã đấu sẵn rồi, bây giờ em sẽ test một cái đại nhạc để cho các bác có thể nghe được từng cái chất âm cũng như từng cái chiếc loa này nó hỗ trợ cho nhau như thế nào. Test cái cấu hình loa ngày hôm nay em muốn lên cho các bác. Thì đây là cái cấu hình loa mà khi em lắp ở ngoài một cái không gian rộng như thế này. Còn nếu như mà các bác lắp vào thùng á, cái chất âm của nó sẽ nói là cực kỳ hay hơn nữa. Đấy. Thì ngày hôm nay em cũng đã lên cái cấu hình loa này. Các bác có thể liên hệ với con số điện thoại em sẽ ghi ở trên phần màn hình, hoặc là mọi thông tin ở bên em sẽ để dưới phần mô tả để cho anh em và các bác có thể dễ dàng xem và theo dõi hơn. Em cảm ơn anh em và các bác đã xem hết video này của em.